chạy 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 chạy. Đây là con này nhất nha cả nhà. Tính tháo hả em? Tấn chào cả nhà luôn cả nhà. Thì sáng hôm nay Tấn đi thăm bẫy gắn nha. Hôm nay thì Tấn đi thăm cái luồng bẫy mới Tấn xuống hồi tuần rồi. Thì hôm nay Tấn đi với mấy anh em, ba anh em lận. Đi với anh Hậu. Chào cả nhà luôn anh Hậu ơi. Chào cả nhà. Đây thì anh Bình nữa nè. Anh Bình qua chơi với anh Bình kia nghe anh Bình. Sáng thì ba anh em đi chung nha cả nhà. Đặt cũng chung luôn nè. Thì đang chờ phà. Ở phà tới luôn hả vậy anh Hậu? Sáng thì trời cũng mưa nữa nè cả nhà, mưa lâm râm, giờ này còn lâm râm mà. Rồi thì để đến điểm thăm bẫy á, Tấn quay lại và chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Thì Tấn cũng vừa đến luồng bẫy nè cả nhà. Thì Tấn cũng quay sơ lược về đồ nghề. Thì hôm nay Tấn đem 5 cái bẫy si cua nha. Lúa chuột rồi Tấn để sẵn rồi nè. Và 35 con chuột. Tấn thăm cái luồng này 50 cái nha cả nhà. Và 50 bịch lúa nha. Trời ơi. Chọc anh Đoan ra đây. Cái đầu tiên. Nãy giờ anh thăm bao nhiêu cái rồi? 6 cái. Có không? 4 con. Đồ. Hai nhì hơn 3 hả? Đâu giả là này. Anh Bình anh đi chung với Tấn cái nè. 6 cái dính 4 con hả? Hai nhì hơn 3. Rồi, đây đây em. 450g. 450g hả? Em cái bẫy đầu tiên nè. Khui hàng cái đầu tiên cái. Giống thấy còn chuột nè cả nhà. Lúa còn thinh nè. Rồi dính được con gắn ba nè. Dính gắn ba anh Bình ơi. Dính được gắn ba đó. Cái đầu tiên có hàng nha cả nhà. Để Tấn đi thăm tiếp nha cả nhà. Có dính Tấn quay lại chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Đây tới cái thứ hai nè cả nhà. Tấn lội vô hơi sâu. Cái bẫy này chắc ai kéo ra, ai thăm kéo ra quá cả nhà. Chết chuột rồi. Dính được con nè. Trời ơi, dính gắn nhỏ xíu à. Để Tấn đặt lại cái bẫy nha. Này người ta thăm mà nè. Chắc chủ nhà người ta thăm á. Đây, cái thứ tư nè cả nhà. Cái thứ ba nó chết chuột rồi. Tấn không có. Không ơi. Dính nè. Dính con nhỏ xíu à cả nhà. Trời chuyển mưa quay cũng hơi tối nha cả nhà. Dính mini. Rồi, để Tấn đặt lại cái bẫy mới. Dính kim này không chắc chết luôn quá. Đây cái nè cả nhà, cái này cái thứ 8 nè. Cái đằng kia nãy mất hết cái rồi. Không biết chó xé hay là người ta lấy không biết. Ôi, không thấy phân xuống gì trơn nè. Dính nè. Con này nhất hay nhì vậy nè. Con này không biết được nhất không nữa nè. Chắc cũng cỡ 5 lần mấy 6 lạng nha cả nhà. Dính toàn mini không à. Có được con này coi được một chút. Sao không có phân phướng gì chứ vậy. Rồi để Tấn đặt lại cái bẫy mới nha. Tấn đặt đây cái nữa nè cả nhà. Xe chạy quá trời. Tranh thủ thăm. Dính được con có phân nè. Con văn nhì nữa cả nhà. Tấn tranh thủ Tấn đặt lại nha. Xe qua quá trời à. Trời mưa lớn quá, Tấn ghé Tấn đục mưa cả nhà. Quá trời mưa rồi nè. Sớm giờ thăm mới có được có 10 cái à. Để bớt mưa Tấn đi thăm tiếp nha cả nhà. Quá trời mưa. Thì Tấn bắt gắn nha cả nhà. Trời ông cũng còn rớt hột mưa nè. Mà tranh thủ đi thăm để thăm không kịp cả nhà. 6 cái nè, dính được 10 cái, 12 cái gì đó, dính được 6 con nè. Không có gắn lớn rồi. Bên này dính mini không à. Đây này chết chuột.
mấy cái túi kia nó lủng hết trơn rồi, chuột cắn lủng hết trơn rồi cả nhà. Trời bữa nay trúng trời bão, con này không biết được nhích không nữa. Trời mưa mà nó có ướt cái camera có chá mờ gì cả nhà, chị em cũng thông cảm nha cả nhà. Ồ, con này có thể được nhất nha, câm được 10 cái cũng 12 cái gì rồi đó cả nhà. Con này chắc được nhất mà, chắc cũng tầm có 6 lạng à. Rắn này nó không mập hung cả nhà, 5 lần mấy 6 lạng thằng nha. Đạp xịn không à, kẹp vô giò đi. Ủa nó ối chuột ra thấy ớn à. Để đây đi rồi ngồi tính sao cả nhà, tranh thủ bắt ra cho rồi. Con này cũng rắn nhì, được hai con trọng trọng à. Ê, con này cũng 5 lặng mấy, con này tầm 5 lặng gửi, 5 lặng 7 à. Trời ơi, cái này mấy cái này mới đập xuống nó dính hay gì không biết. Xuống gắn chiếc chiếc không vậy trời. Coi con nào bắt được, bắt trước. Ê, trời ơi, nó ỉa văng. Ê, trời ơi, không dính gắn rồi mày, con chạy ra nữa. Mấy túi ở nhà cái chuột cắn lủng hết trơn rồi. Lần lần hồi chung ra đi mất tiêu đi mấy ông thần. Gắn ở đây nhiều mà nó dính mini không à. Trời ơi, chung vô nữa. Tính đâu nó chung ra con rồi chứ. Gắn này gắn thả rồi. Làm mất thời gian. Đi đi mày ơi, chút ép làm ăn cái gì được. Dính mini không? Trời ơi, nó lớn gì cũng ăn chuột nữa. Hại ăn chuột tao không à. Đi vô chỗ khác. Rồi, Tấn tạm dừng clip nha cả nhà. Tấn tranh thủ đi thăm tiếp rồi có dính á thì Tấn quay lại chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà xem thấy hay á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha cả nhà. Trong đây cái nữa nè cả nhà. Cái đường này Tấn đặt có mấy cái à. Nãy giờ thăm hai ba cái gì cũng không dính cái gì chứ. Trời ơi, không thấy phân phướng gì chân à. Ố sao nặng nặng. Ồ, dính con hổ ngựa nè. Hổ hán. Nè. Dân khè. Không biết cái đồ sĩ à. Mới có dính nước không nè. Nè. Rồi, để Tấn đặt lại cái bẫy mới nha. Đây cũng gần nhà người ta. Đặt đèn cái nè cả nhà.
phân phướng gì không? Ủa không thấy phân phướng gì trơn à? Biết chuột còn sống không? Trời ơi, dính hổ ngựa nữa con. Trời ơi, nó bắt ngạt. Trời ơi, con hổ ngựa này nhỏ. Nó ép à, chừng 3 lặng mấy nha. Để tấn đặt lại cái bẫy mới cả nhà. Đặt đây cái này nè cả nhà. Nãy đằng kia nó dính được con rắn nhất mà tao bắt nhạt quá trời. Ủa đâu rồi? Ủa trời. Ui, không có phân phướng gì chứ vậy? Trời ơi. Cái chuối nó đè lên. Có cái gì đây? Trời ơi, được được con nữa nè. Biết được nhất không nữa nè cả nhà. Trọng trọng nè. Nè. Ê đồ ích sĩ. Nãy đằng kia nó dính được con nhất mà tao bắt nhạt lớn quá rồi tấn không có quay được á. Con này không biết nhất không nữa. Rồi để tấn đặt lại cái bẫy mới nha. Đây là để tấn nghe cho coi con rắn nhất nãy nè. Con này chắc cỡ 7 lạng nè. 7 lạng hơn ạ. Chắc tầm cỡ 7 lạng. Rồi tấn đặt lại cái bẫy khác nha. Tấn đặt dưới đây cái này nè cả nhà. Ở đây mất quá trời cả nhà ơi. Tấn bó tay luôn á. Mất nãy giờ 4 cái hay gì rồi. Trời ơi thấy nó lú ra luôn rồi nè, dính nè. Con này con rắn nhì hay gì á. Con này nhì cả nhà. Con này có 4 lạng. 3 lạng mấy 4 lạng rồi nha nè. Rồi để con đặt lại cái bẫy mới nha. Ồ nó lết lá có. Ồ kiên cắn. Để con bắt rắn nha cả nhà, hết 7 rồi. Nãy nó có dính con rắn nhì nữa nè. Mà tao bắt nhạt quá tao không có quay được. Rồi tao dồn vô cái bẫy của con hổ ngựa luôn. Ồ, khúc sau này ngon lành. Khúc sau này nó dính nhất nhì không à. Hai con hổ ngựa. Hai con hổ ngựa với hai con ba con chứ. Bốn con chứ. Hai con hổ ngựa, bốn con hành. Và một hai con nhất. Một con nhất hay gì á. Một con hành nhất hay gì á. Trời mưa hoài không có ấy được. Tấn tranh thủ tấn bắt ra. Đâu con rắn bự rồi. Ủa con rắn bự đâu. Đây. Con này chắc cỡ 7 lạng à. Trời mưa quá trời, chuyển đang hù tới nữa rồi. Nó có ướt cái camera nên nó hơi bị lem á cả nhà, cũng thông cảm nha cả nhà. Dính rắn nhì nhiều. Ê, ê, chạy, 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 chạy. Đây là con này nhất nha cả nhà. Tính tháo hả em? Tính tẩu. Sao cho em tẩu được. Một con này con nhì hay gì thằng nhất thì không biết. Không biết sao, không biết được nhất không à. Chung lại ở đây gắn nhì nhiều quá nha. Trời chuyển mưa đen thui tới nữa rồi. Con này có thể nhất nè. Ui 5 lặng mấy à. 5 lặng mấy không được 6 lạng đâu. Em còn để đi ngồi tính sao. Tranh thủ bắt ra. Con này nhì nữa nè. Được 4 con nhì. Ủa 3 con nhì chứ. Một con nhất và hai con hổ hán. Nhì ở đây cũng trọng trọng không. 4 lạng 5 lạng không à. Kệ vậy cũng được không. Ra con này 4 lạng mấy à. Nhặt cái mất 7 quá. 7 nó mất là do cho người ta lấy á cả nhà, chứ không phải chó xé. Nếu mà chó xé là nó quằn dữ lắm.
chó xé là nó quần dữ lắm quần. Đây là con gì nè, nãy Tấn không có quay được nè, ngay người ta bắt nhạc á, rồi Tấn dồn vô cái chung với cái con hổ ngựa luôn. Đấy. Con này bự bắt được. Tấn tranh thủ bắt mưa lớn nữa rồi cả nhà, diễn đàn hù tới nữa rồi. Nó cũng tầm được hơn 3 kg rồi đó. Thầm chắc cũng nửa luồng 7 rồi đó. Nè đừng cục rồi nè, còn con hổ ngựa nữa. Mấy cái túi lứ ở kia ở nhà, mấy cái túi lứ lớn nó bị chuột cắn lủng hết trơn. Con hổ ngựa nó bắt được không nữa nè. Nó cũng nhỏ nhỏ chứ bự không. Chắc cũng tầm cả 4 lạng á. Trời ơi dính găng rồi. Bà mẹ nó. Ba lần mấy 4 lạng à. Không đổi được mấy con chuột. Ba ký mấy rồi đó cả nhà. Nửa luồng 7 rồi bữa nay. Vậy là im rồi. Ủa dây đâu rồi trời? Sao có con cộng vậy? Rồi Tấn tạm dừng clip nha cả nhà. Để Tấn đi thăm tiếp nha. Có dính Tấn ghi hình lại chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà mình xem thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha cả nhà. Tấn đặt đây cái nữa nè cả nhà. Tấn không có quay cao được nha. Cả nhà xem cũng thông cảm nha. Ủa cái 7 đâu rồi? Đâu đây đây. Từ nhà quê có phân nè cả nhà. Ô con hành 3. Đang tranh thủ đi thăm nha. Mưa lớn quá rồi. Trong đây một cái nè cả nhà. Cái này là còn có 5-6 cái, 6-7 cái gì nữa hả? Nãy giờ chất quốc không dính gì chứ. Ồ có phân nè. Nãy giờ chất quốc không à. Bự nhỏ đấy, trời ơi dước nữa. Trời ơi. Được con gắn nhì nữa nè. Ui bích luôn không thấy à. Nè. Ê lủng mày. Con này chắc cỡ 4 lạng ngoài cả nhà. Nãy giờ 10 mấy cái rồi chất quốc không dính gì chứ. Có dính nhỏ, con gắn nhỏ mà Tấn không có quay. Rồi để Tấn đặt lại cái bẫy khác vô đây nha. Còn có 2 cái nữa hả cả nhà. Trời ơi hết hồn gà đâu ra đây vậy. Rồi banh cái bẫy luôn rồi. Chó quần banh nè cả nhà ơi. Trời ơi chết luôn rồi. Có cái bẫy đâu rồi. Còn cái vỏ không nè. Chó nó quần banh hết trơn rồi. Cái bẫy này là đặt là hy vọng nhất luôn á. Trời ơi bó tay thiệt chứ. Để Tấn kiếm cái bẫy nè cả nhà. Còn đây cái cuối cùng nè. Tấn đặt trong 2 cái cục gò này nè. Mà chó nó làm hết cái rồi. Rồi cái này banh ta lông luôn rồi. Trời ơi. Ừ, nó quần banh ta lông mất tiêu cái 7 nữa rồi. Trúng mấy con chó này thiệt chứ. Trời ơi, 2 cục gò nó ngon hết biết vậy. Chết luôn rồi. Thôi chạy mặt hàng. Chạy mặt hàng 2 cục gò này rồi. Tấn tạm dừng clip nha cả nhà. Để vô bắt rắn ra. Còn có 2 con nữa hả. Còn có 2 con rắn nè. Để Tấn bắt rắn rồi cả nhà. Hết rồi.
mấy cái cuối bị chó giật hết trơn, ba cái bị chó giật hết trơn luôn, còn không giữa giữa thì nó không dính, không biết dính được còn có hai con hay gì hả. Mấy cái này đáng hồi đặt lại mất 3-4 cái. Cái hồi tấn dặm lại mới được. Được con gắn nhì nè, chiên con gắn ba. Trời mưa ướt ướt cái cam rồi, nó hơi chá. Ở nhà thì em cũng thông cảm nha. Con này chắc cả 3 lạng mấy, 4 lạng. Trời ơi, sắn vô mặt mày. Khúc sau không dính viết gì trơn. Mưa từ sớm tới giờ luôn. Nắng quá gắn cũng không chạy, mà nắng quá thì gắn của chuột chết, mưa quá thì chết chuột, gắn nó cũng không chạy. Trời, trốn hả mày, trời ơi nó ỉa. Chắc 3 cái máy 4 ký à, chắc tầm cỡ đó. Đây nè, cũng im lắm nha cả nhà, gắn nhì nhiều nha, gắn nhì là nhiều. Hai con hổ hán để tấn tranh thủ tấn đi đặt thêm mấy cái này lại, chắc mất hết mấy cái chó xé nữa. Rồi thì cuối clip á, tấn cũng xin chúc cả nhà mình có một ngày xem clip thật là vui vẻ nha cả nhà. Hẹn cả nhà những clip tới nha. Cả nhà xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ tấn nha cả nhà.